nhưng mà một buồng của nó thì rất là nhiều, với số lượng mà bà con trồng khoảng 200-300 cây trong một vườn của bà con thì nó rất là nhiều. Thì những cái biện pháp chị, những con đuông dừa, những con sâu bọ cánh cứng thì bên trung tâm cũng có chia sẻ với bà con. Xin chào tất cả bà con đã quay trở lại với kênh Trung tâm Cây Giống. Thì hôm nay anh em chúng tôi có mặt tại một cái vườn dừa xâm đục nha bà con, một vườn dừa siêu trái luôn. Thì hôm nay chia sẻ với bà con kỹ thuật về làm sao cho cái vườn dừa nó đạt được cái chất lượng và cách trị đuông sao cho nó hiệu quả để bà con có được cái vườn dừa. Dừa thì nó có rất là nhiều loại dừa, nhưng mà bên Trung tâm Cây Giống chỉ đặc biệt làm ba loại dừa duy nhất, dừa xâm lùng, dừa mã lai và dừa dứa. Ba loại dừa này là một loại những loại dừa tiềm năng nha bà con, mà nó có cho giá trị kinh tế cao. Thì dừa thì cũng như bà con biết rồi, chúng ta trồng chúng ta có thể thu nhập trong vòng khoảng 30 năm nếu một cây dừa chúng ta chăm sóc tốt, không bị đuông gầy gì nó ăn. Nha bà con, thì chúng ta phải có thể cho thu nhập được 30 năm mà chăm sóc tốt, kỹ thuật tốt thì mỗi một tháng là cây dừa sẽ cho hai buồng. Thì một cái buồng đầu nó hơi nó cứng cứng, buồng sau là hơi dán cháo nha bà con. Đó, một tháng nào nó cũng cho hai buồng. Thì nếu mà có được một cái cây dừa mà một tháng cho hai buồng thì đồng thời chúng ta phải cung cấp cái dinh dưỡng cho cây, cung cấp phân đúng giai đoạn và chúng ta vệ sinh những cái nang dừa, những cái mo dừa để cho những cái đúng cái quy định, đúng cái thời gian và những cái con sâu gầy nó không ăn được cái trái dừa, thì tránh được cái những cái trái dừa nhỏ mà bị con những con sâu nó đục vô thì nó bị hư trái dừa. Thì đây là cái vườn dừa sau lưng này, bà con thấy vườn dừa xuyên lùm không? Chủ vườn người ta phải chổi cây, phải chổi cây, phải cột lại nè, phải cột lại, phải chổi cây này, bà con thấy không? Để cho chi? Để cho những cái dừa này nó không bị gãy xuống. Và đặc biệt những cái khâu vệ sinh dừa cũng là một cái khâu rất là quan trọng cho cây dừa nha bà con. Dừa là một thể loại rất là dễ chăm sóc, nhưng mà chúng ta cũng phải là chăm sóc sao cho nó đừng có bị đuông ăn, đặc biệt nó bị con đuông nó ăn thôi nha bà con, chứ nó không bị gì hết. Thì cho nên nó cũng ít được sâu bệnh, nó giảm được ít tối thiểu cái sâu bệnh. Nó đỡ hơn là những cây sầu riêng hay là cây mít hay là cây bưởi, nên chúng ta chăm sóc rất là nhiều. Nhưng mà cái cây dừa thì nó là cái cây, tuy là cái cây chăm sóc sao cho nó kỹ. Bà con thấy không? Cái vườn dừa này thì nó dừa xâm lùng nè, nó khoảng 15 đến 16 17 trái đó, thấy không? Rồi tiếp theo nè, cái vườn dừa bên đây nè, nó có nè. Rồi quay qua đây nó có nè. Rồi tiếp tục ở đây nó có cái mô nang nè. Đó, thấy không? Đó, tiếp tục thì những cái mỗi cái tàu lá như vậy là nó đều có một cái vườn dừa nha bà con. Đó, nếu bà con chăm sóc, mà quan trọng là cái giai đoạn là chúng ta phải vệ sinh. Đó, trực tiếp cho bà con nè. Bà con phải vệ sinh những cái nách lá nè, những cái nách lá, những cái nang dừa nè. Đó, những cái nang dừa chỗ này nè. Thì chúng ta phải gọc đi hết cho nó thông thoáng. Nó thông thoáng thì những cái bẹ trong cái nách dừa này nó mới ra cho ra buồng, cho buồng dừa. Đó, bà con thấy không? Cái buồng dừa nó xanh xinh. Nó rất là nhiều trái. Nó thì mỗi một nang cái trái. Đó, đồng thời thì ở trên đây nó trị đuông dừa rất là đơn giản, là cái thuốc nè. Cái thuốc xanh xanh là gần, còn cái chai trong cái chai là gần muối nha bà con. Muối chúng ta bỏ vào thì chúng ta phang mấy cái lỗ, chúng ta đồng thời phang mấy cái lỗ để cho nó đi hơi từ từ, thì những cái con đuông hay là con bọ chích thúc hay là những cái con sâu gì đó nó không ăn, nó không chui vào được cái nang dừa nha bà con. Đặc biệt thì ở đây nè, bà con nhìn thấy không, đây cái buồng dừa này nó mới chủ dừa đầu tư người ta mới chặt nè. Đó, thì chúng ta đồng thời chúng ta chặt, chúng ta phải phải đạp bẹ luôn, gọc nó dừa chúng ta đạp những cái bẹ này cho nó xuống nè, nó hở xuống nè, thì nó mới ra được cái trái dừa, ra được cái nang dừa nha bà con. Đó, một cái vườn dừa thì bà con đầu tư cái cây dừa là một cái đầu tư chắc chắn và lâu dài cho bà con. Thí dụ như chúng ta trồng cái cây, những cái cây ngắn ngày khác thì là 5, 7 năm, 10 năm thì chúng ta phải thay đổi cây cơ cấu cây trồng, nhưng mà riêng cái dừa thì chúng ta ăn lâu dài, ít nhất cũng khoảng 30 năm nha bà con. Ít nhất khoảng 30 năm. Thì ngoài những cái dừa tươi như vậy, bán cái dừa khô, thì những cái dừa khô cho thương lái người ta cũng mua rất là nhiều. Nhưng mà cái đầu ra thì luôn luôn rất là ổn định cho bà con, đặc biệt trong cái mùa này thì thương lái người ta đến vườn, người ta mua các cái giá rất là cao. Nha bà con, dừa bà con thấy không? Một trái vậy nó có 4-5 ngàn thôi, nhưng mà một buồng của nó thì rất là nhiều, với số lượng mà bà con trồng khoảng 200-300 cây trong một vườn của bà con thì nó rất là nhiều kinh tế nha bà con. Bên trung tâm cũng thường hay chia sẻ với bà con về cách phân biệt những trái dừa như thế nào. Những cái video trước chúng tôi đều có chia sẻ với bà con về những cái kỹ thuật, cách chăm sóc như thế nào. Đó, bà con có thể quay lại những cái video trước để bà con tham khảo. Đó. Và đặc biệt nhắc thêm bà con trong cái video này là bà con phải vệ sinh những cái gốc dừa, vệ sinh những cái hớt dừa này nè. Đó, cho nó thông thoáng ra. Một cái buồng dừa nó rất là nhiều, nhưng mà tỷ lệ đậu của nó thì tầm 10, 15, 17, 20 trái. Đó, bà con thấy không? Quay cây dừa xa trên đó, bà con thấy không? Thì những cái biện pháp trị đuông, những con đuông dừa, những con sâu bọ cánh cứng thì bên trung tâm cũng có chia sẻ với bà con. Thì hôm nay cũng nói thêm với bà con là ở trên đó chúng ta dùng cái chai mũ đó, chúng ta bỏ muối vào rồi chúng ta phang khoảng 4-5 cái lỗ cho nó thon ra, thấy bà con.
bỏ muối vào đặc biệt là trị rất là hay nha bà con, trị con đuông rất hay. Ngoài ra đó nó cũng có cái thuốc tím tím, đó là có cái, những cái loại thuốc coi như đặc trị, nhưng mà cái muối thì rất là hay, rất là hay nha bà con. Bà con muốn đầu tư về cây dừa lâu dài chắc chắn thì bà con cứ liên hệ với chúng tôi theo hai số điện thoại bên dưới màn hình. Chúng tôi sẽ chia sẻ với bà con về kỹ thuật trồng, kỹ thuật chăm sóc và cái quy trình chăm sóc như thế nào. Thì bà con giờ thấy không, cái cây dừa nè nó lên chưa được có bao nhiêu xa hết đây nè, nó khoảng một gan này là ăn, nó ăn rất là nhiều, ăn rất là nhiều buồn rồi bà con. Nó ăn nó thấp lắm, nó rất là thấp, nó rất là thấp, ở dưới này nó có trái rồi nè. Đó, này là ăn rất là nhiều buồn rồi, nhưng mà nay muốn chia sẻ với bà con thôi. Trái này trọng lượng của nó nằm tầm khoảng 1,8 kg đến 2 kg đó nha bà con. Thì ngoài ra thì chúng ta cũng phải cung cấp đủ cái dinh dưỡng cho cái cây dừa, thì cái cây dừa nó mới cho một tháng hai buồn nha bà con. Đó thì bà con nhìn thấy không, thì quay lại cái cây bên đây cho bà con coi nữa nè, nó rất là thấp đó. Thì bà con nhìn thấy nè, cái cây dừa nó rất là lùng luôn bà con, nó lùng, nó rất là lùng chẽn nè. Nó còn đã có trái rồi, mà nó đã có trái mấy vụ rồi đó. Thì cây dừa mà bà con chọn đúng giống cây dừa xim lùng thì khoảng 18 đến 24 tháng là cho nở mèo và bắt đầu kinh doanh vào là năm thứ ba. Nhưng bà con bắt đầu kinh doanh cây dừa vào năm thứ ba, nó tùy theo vùng miền, tùy theo cái cách bà con chăm sóc. Nếu ở ngoài miền Trung, miền Bắc thì nó có thể lâu hơn, là khoảng 30 tháng là cho nở mèo, tại vì cái thời tiết nó lạnh hơn và nó nóng hơn, nó bất thường nha bà con. Còn trong miền Tây thì nếu mà con chăm sóc tốt là 15 đến 18 tháng là cho nở mèo. Thì cái vườn dừa tơ thì lúc nào nó cũng mới cho trái bói đầu, thì lúc nào cái trái nó cũng ít, trái cũng ít hơn là những cái vườn dừa mà khoảng 3 năm tuổi đến 4 năm tuổi. Từ 3 năm tuổi, 4 năm tuổi cho đến 10 năm tuổi là những cái vườn dừa rất là sai trái. Rất là sai trái nha bà con. Trái có thể là lên tới 20, 22 hoặc 25 trái trong một cái vườn dừa. Nhưng mà cái dừa tơ thì nó ít hơn, dừa tơ ít, cái tỷ lệ đậu trái của nó ít hơn, nên nó khoảng 10 trái, 15 trái. Đó, cho nên bà con đặc biệt lưu ý về cái vấn đề này nha. Vào năm thứ tư, năm thứ năm, năm thứ sáu, năm thứ bảy, năm thứ 10 đó là cái giai đoạn, đó là cái giai đoạn cho trái cực kỳ nhiều luôn. Đó, một mùa có thể 25, 27 trái nha bà con, mà trái rất là bự là sai. Đó thì bà con nên nhớ là cái dừa như vậy. Đó, thì chia sẻ cái video này là muốn cho bà con biết là về cái dừa nó thấp như thế nào, nó cho trái, cái tỷ lệ cho trái, cái thời gian bao nhiêu, và cái cách trị đuông như thế nào. Đó thì bà con nào chưa có nắm được thì bà con có thể liên hệ với về trung tâm theo hai số điện thoại 0345679887 và 0777403339. Trung tâm chỉ xài hai số điện thoại duy nhất nha bà con, hai số này đều có xài Zalo. Nếu bà con nào muốn hỏi về vấn đề kỹ thuật về tất cả cây trồng nha bà con, thì bà con có thể kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ gửi hết cái quy trình cho bà con tham khảo từng theo từng loại cây, theo cách chăm sóc nha bà con. Thì bà con nào đã từng yêu mến kênh Trung Tâm Cây Giống, bà con hãy bấm nút chuông và bấm nút like để luôn luôn nhận được những cái video mới nhất, hay nhất từ bên Trung Tâm Cây Giống chúng tôi. Xin chào bà con và hẹn gặp lại bà con trong những cái video tiếp theo.